Xin chào mọi người, welcome mọi người đến một tập khác của MAD. MAD là Marketing Art và Design. Hôm nay chúng ta có nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao. Tôi không biết anh Andy qua cái tác phẩm May Pha Lê ở Đồi Mâm Xôi. Tuy nhiên anh Andy có một cái career rất là dài. Cho nên Andy có thể nói cho mọi người biết về cái career của mình hay không? Trước hết chào mọi người. Cảm ơn Tuân. Yeah. Career của mình thì nó cũng khá dài, nó hơi vòng quanh một chút. Lúc mình bắt đầu công việc làm thì mọi người gọi mình là kiến trúc sư cảnh quan. Sau đó mình trở thành nghệ sĩ cảnh quan. Yeah. Rồi về tới đây thì bây giờ mình trở thành người làm vườn. Đó, nói tóm tắt như vậy. Yeah. Yeah. Anh Andy có thể kể một ít về đời của anh Andy tới thời điểm bây giờ đúng không? Gia đình của anh là ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn hồi xưa. Thì nhưng mà anh lớn lên ở Nha Trang, sống 10 năm ở đó, rồi sau đó trở về lại đây sống một thời gian, rồi về Hóc Môn làm ruộng một thời gian, rồi mới qua Mỹ. Rồi lớn lên bên Mỹ, rời Mỹ lúc anh 13 tuổi. Và sau đó anh em chỉ được biết qua mạng thôi, là anh đi học ở Cal Poly, rồi sau đó anh học Harvard Graduate School of Design. Thì là từ trước đến giờ là anh cái định hướng mình là làm cái này rồi anh hả? Không em, cái thời gian mà về cái chương trình, cái quá trình mà đi học á, thì nó rất là dài, nó dài lắm, giống như là sẽ mãi mãi không kết thúc mà. Thì cũng như một cái bằng bachelor degree á, cũng người ta là thông thường là sẽ 4 hoặc là 5 năm. Yeah. Nhưng mà anh muốn được các cái bằng đó phải tốn 10 năm lận. Wow. Tại vì anh chuyển ngành 2-3 lần. Lần đầu tiên là anh học về kiến trúc. Thì lúc đó anh học ở trường University of Houston. Rồi sau đó anh mới qua California sống ở Los Angeles. Thì anh học ở đó thêm, anh đổi ngành qua bên cảnh quan. Thì phải học thêm mấy năm nữa. Rồi sau khi học xong thì anh mới bắt đầu tự mình làm việc riêng của mình, rồi nó đưa đẩy thì cứ cũng như học không phải 10 năm. Rồi sau đó anh qua bên Ý, anh được cái một cái giải Rome Prize Fellowship ở American Academy in Rome. Thì là nói nôm na tiếng Việt họ kêu cái giải đó là gì nhỉ? Khôi Nguyên La Mã. Khôi Nguyên La Mã. Thì họ kêu là cái giải đó, nhưng mà không phải của Hàn Lâm Viện của Pháp mà của Mỹ. Thì anh ở đó một năm, rồi 10 năm sau anh làm việc, rồi anh mới nghĩ là anh cần một năm để suy nghĩ tiếp. Thì anh mới apply cho cái fellowship ở Harvard. Đó. Thì nó là cái Love Fellowship, thì anh được một năm đó để vào Graduate School of Design để mình, giống như là nó cho mình thời gian để suy nghĩ muốn làm gì làm. Một năm ở đó. Và sau đó rồi 10 năm sau anh trở về Việt Nam. Wow, là cứ mỗi 10 năm là có một cái thay đổi. À. Kỳ này bây giờ về Việt Nam thì chắc là sẽ ở đến 10 năm ít nhất. Và sau Harvard thì hình như anh có thành lập một cái studio với lại anh Xavier Perry. Trước đó. Trước đó, tức là từ lúc mà từ Ý về, anh gặp Xavier lúc Xavier còn là sinh viên ở bên Pháp. Anh có làm một cái triển lãm ở bên Pháp ở Chaumont-sur-Loire, là cái khu vườn triển lãm quốc tế. Nó kêu là International Garden Festival. Thì cái proposal, cái thiết kế của anh được nhận. Thành ra anh qua bên Pháp vài tháng anh làm việc ở đó. Thì Xavier đang thực tập ở đó. Thành ra anh mới quen, rồi anh lúc mà qua bên Pháp, qua bên Ý thì Xavier có đi theo. Lúc đó nó chỉ là assistant của anh thôi. Rồi sau một năm ở bên Ý, ở Rome thì mới trở về mới làm chung đến bây giờ là hơn 20 năm rồi đó. Wow. Bây giờ vẫn làm chung anh ạ? Vẫn làm chung. Xavier hiện tại vẫn đang cũng sống và làm việc ở Việt Nam. Wow. Xavier cũng sẽ định là 10 năm ở đây. Ồ, anh không biết, đó là tùy bạn. Có thể bạn ấy ở luôn, anh không biết. Nhưng mà anh thì 10 năm thôi. Em nghĩ là cũng nhiều người bạn trẻ đã biết qua anh và cái studio của anh, cái work qua cái May Pha Lê. Tuy nhiên ngoài cái May Pha Lê, em chắc là anh Andy có rất nhiều tác phẩm khác. Thì có những cái tác phẩm nào mà bọn em nên tìm hiểu thêm để biết được cái work của studio anh cũng như cái tư duy của anh hay không? Cái chính của tụi anh là tụi anh thấy
một khi mà mình làm một cái không gian bên ngoài á, thì mình có nhiều tự do hơn và nó cho mình nhiều cơ hội để thí nghiệm hơn, để mình có thể kêu là experiment với lại những cái vật liệu. Thì những cái nguyên vật liệu này anh thấy nó rất là thú vị, tại vì nó thông thường là những vật liệu hàng ngày hay là những cái vật sa thải đồ, thì nó không có giá trị, nhưng mà nếu mà mình tìm ra một cái cách nào đó để biến nó thành một cái vật liệu khác hữu cơ hoặc là tốt hơn và đưa nó vào một cái tác dụng mới cho cảnh quan, cho cái không gian cảnh quan bên ngoài, thì anh thấy nó rất là tốt. Nhưng cái hành trình đó nó rất là tốn kém và thời gian là quý nhất. Rất nói thì dễ, nhưng mà mình muốn thí nghiệm một cái gì đó mình cần vài năm, chứ không phải là nói là tôi chỉ lên mạng tôi tìm hiểu chút này rồi tôi sẽ làm. Thì những mỗi khi tụi anh một quá trình này, cũng như tụi anh muốn làm mây pha lê thì là cũng mất gần 10 năm rồi. Wow, cái gì đó nó 10 năm. Tức là cho đến khi mình làm những cái tác phẩm mây mình không suy nghĩ nữa, tại vì làm những cái tác phẩm này mình không có vẽ được. Cái lý do mình làm như vậy để người xem có thể không dùng tốn kém nhiều thời gian để suy nghĩ, mà cảm nhận được nhiều hơn, và nó họ bước vào cái không gian đó cũng như là họ bước vào giấc mơ của mình, và mình chia sẻ cái giấc mơ đó thì họ vào cái không gian đó do mình sắp đặt, và nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc nhiều hơn. Thì cái đó tụi anh cảm thấy nó quan trọng hơn là cái tác phẩm mình phải mang một cái ý nghĩa gì đó. Thì mỗi một hành trình nó khá lâu, nó khá lâu, cũng như là may cũng 10 năm. Anh làm về tác phẩm về vườn kiến, là cái vườn đầu tiên của anh, cũng mất 2 năm rưỡi. Rồi sau đó cũng 7-8 năm đó anh dùng vật liệu về kiến. Rồi sau đó mình cứ tiếp tục thí nghiệm và dùng những cái vật liệu khác nhau. Như vậy thì những cái tác phẩm của anh làm 5-10 năm so với những cái bạn creative bây giờ trong cái thế hệ mà kiểu TikTok đi, thì bọn em có thể làm một cái tác phẩm nhỏ nhỏ nào đó của em về truyền thông, nó chỉ trong vòng một ngày, tất nhiên nó sẽ biến đi mất sau một ngày. Thì hai cái cực đó anh thấy nó như thế nào? Anh thấy mỗi cái nó có một cái hay riêng và cái tầm quan trọng riêng của nó. Vì cái việc làm của tôi là về nghệ thuật, mà mình làm rất là low tech, mình phải dùng tay nhiều và không gấp rút được. Nó đòi cái yêu cầu, cái đòi hỏi là mình chỉ có ba điều thôi là mình phải được tự do sáng tạo, mình phải có đủ ngân sách, và cái thứ ba là thời gian. Tại vì không có nó không làm được, mình không rút ngắn lại được. Mà anh thích những cái dự án lâu dài là tại vì mình có thể đưa hết tâm hồn vào, mình có thể đưa hết tất cả vào, tức là mình đi có một cái chặng đường sâu hơn, và nó có một cái sự tiến hóa. Tức là mình không phải là tôi sẽ thiết kế như vậy thì khi tôi làm xong nó sẽ như vậy. Chắc là mình vừa làm, mình vừa improvise, mình vừa làm, mình vừa thay đổi. Thì cái khoảng thời gian đó rất là quan trọng với bên anh, tại vì mình phải sát cánh với những người hợp tác với mình, nguyên một đội, thì lúc nào họ cũng cần sự có mặt của mình, tại vì cứ mỗi vài phút là họ có một câu hỏi là mình phải giải quyết liền ngay tại nơi đó. Thành ra chứ không phải là mình nói tuần sau tôi đến xem, các bạn cứ làm đi tuần sau, hay là tôi sẽ cho ai đó đến xem giám sát dự án, cái đó thì không được. Thành ra tụi anh không nhận được nhiều dự án và làm rất là chậm. Nhưng mà đi rất là sâu. Thực ra thì em cũng may mà nhờ cái tác phẩm đó của anh mà em biết tới cái thương hiệu Swarovski hả? Cái thương hiệu pha lê. Trước đến giờ em đi ngang qua một cái trung tâm mua sắm, em sẽ thấy cái thương hiệu nhưng em chưa bao giờ bước vào. Sau khi em xem cái tác phẩm của anh thì em mới bắt đầu nhận thức ra được cái brand đó. Và khi em có nhu cầu mua quà cho bạn thì em đến vào đó mua quà. Thì những cái mục đích kinh doanh của cái thương hiệu mà commission mình để làm một cái tác phẩm đi, thì trong lúc anh làm anh có nghĩ đến cái nhu cầu đó của họ hay không? Mình nhất định là mình phải nghĩ đến những điều đó, tại vì họ là về kinh doanh, họ là một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới. Mặc dù lúc tụi anh gặp họ nó là một chặng đường rất là dài. Anh biết họ là năm 1999, là tại vì có một quyển sách do một nghệ sĩ đã làm một tác phẩm rất là tuyệt vời cho họ, là cái Crystal World, là cái thế giới cảnh quan của họ ở bên Áo, ngay ở headquarters của họ. Thì ông ấy làm, ông ấy có làm ra một quyển sách. Thì lúc ông có mời anh đưa một tác phẩm vườn kiến của anh vào,
ông làm một cái vườn khắp nơi trên thế giới, không có chữ, chỉ hình ảnh thôi. Thì ông có đưa cái vườn kiến của anh vào một trong những vườn trên thế giới. Thì lúc đó anh nhìn vào đó, anh thấy một cái crystal world mà ông làm cho Swarovski. Thì nó chỗ này quá mơ mộng, quá tuyệt vời, cái thế giới này anh muốn đến. Nhưng mà mình không có lý do để đến. Rồi tới chừng đủ duyên là phải chờ 14 năm sau thì nó mới đến. Nhưng mà nó đến một cách rất là bất ngờ. Họ mời mình qua bên đó một buổi cơm trưa, rồi họ tặng mình dự án luôn. Họ giao nguyên dự án đó cho tụi anh để kỷ niệm 120 năm của công ty, là năm thế hệ. Thì họ làm lớn lên cái vườn đó thành 7.5 hecta. Thì đó là cái commission mà mình không thể nào từ chối được. Nhưng mà buộc lại mình phải ngưng hết tất cả để mình chỉ làm một dự án đó thôi. Thì nó tốn 2 năm rưỡi từ thiết kế cho tới thi công. Nhưng cái học hỏi rất là quý là họ cho mình cái brief của họ rất là hay. Họ kêu mình, họ chỉ nói mình 3 chữ thôi là dream away. Dream away. Away. Họ cho mình tự do sáng tạo. Họ không, tức là họ đặt cái niềm tin đó vào mình thì dĩ nhiên mình sẽ đưa hết tâm huyết vào. Thì anh thấy cái đó rất là thú vị. Nhưng mình vẫn phải suy nghĩ là đây là một thương hiệu của năm thế hệ. Mình phải quan tâm về vật liệu của họ, về cái hình ảnh của họ ở trên thế giới. Thành ra mình, vì lý do đó tụi anh mới ngỏ ý là đưa hạt pha lê ra không gian bên ngoài. Mà cả một thế kỷ họ chưa bao giờ làm cái điều đó. Tại vì hạt pha lê không ai muốn ra ngoài, nó sẽ bị xước, nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị thế này thế kia. Thì họ phải thí nghiệm xem nó cái chiều nổi để đem ra không gian bên ngoài không, trời tuyết, trời mưa, trời gió, cát bụi đó. Thì cái cách mình nó dùng khác, không phải như cái cách dùng của hạt pha lê mà cho đèn chùm hay là cho những trang sức. Thì mình dùng nó là cho một cái art installation đó. Thì nó hoàn toàn khác. Mà lúc đó tôi nghĩ là mình chỉ có một cơ hội này thôi. Thành ra rất là quý, rất là có một cái sự hợp tác rất là chặt chẽ, nhưng mà nó nhẹ nhàng lắm. Làm việc với họ chỉ khi nào gặp, cần gặp mới gặp, còn không là mình chỉ tự làm việc của mình. Cho nên phải đợi 14 năm mới có cái trải nghiệm. Thành ra 10 năm ở Việt Nam ngắn lắm. Nghĩa là khách hàng mơ ước. Bây giờ mình nói tới pha lê đi, thì em nói tới chuyện ném đá một tí. Ví dụ như khi mà anh đăng lên cái dự án may pha lê đi, tất nhiên sẽ có rất những người như em kiểu rất là hâm mộ. Và từ đó tác động tới cái cách suy nghĩ của em hay là cái cách em mua sắm đi. Nhưng mà sẽ có những người khác nhìn vào cái đó và kiếm những cái góc nhìn nó tiêu cực một tí. Thì anh Andy có thể kể một vài ba cái góc nhìn đó không? Hạt pha lê thì nó tỏa sáng, lúc nào cũng lung linh, có khi là quá tỏa sáng. Thì nó có hai chiều. Nhưng anh không quan tâm về nó, tại nó là một, anh chỉ nhìn hạt pha lê là một cái vật vô tri, nó chỉ hút ánh sáng và tỏa ánh sáng. Thì anh thấy nó có một cái gì đó rất là hay, anh thấy nó thích hợp. Nếu như anh thấy nó rất thích hợp cho những về ánh sáng, nó chỉ là hoàn toàn về ánh sáng, thành ra anh thấy nó thích hợp cho những nơi như là tâm linh. Anh thấy nó thích hợp cho rất là nhiều không gian, trong nội thất và từ nội thất và bên ngoài, trong và ngoài. Và cái cách dùng của mình nó khác. Mình trong tay mình nó chỉ là một vật liệu thôi, chứ anh không nghĩ nhiều là hạt pha lê là thế này thế kia. Mình dùng nó để cho mục đích, với mục đích gì. Như cái đám mây pha lê đi, có người nhìn nói à, mây gì mà xấu thế, đâu cái gì đẹp mà vô dụng, giống như là vô tích sự, chẳng có góp sức gì cho cộng đồng, tại sao phải tốn nhiều tiền như vậy. Thì lúc nào cũng có những ý nghĩ nó hơi mình gọi là gì, tích cực hả? Tiêu cực khá tiêu cực. Nhưng một khi mình đã chọn cái con đường này rồi đó, mình không quan tâm về dư luận. Tại vì mình là người làm, trời mưa trời gió chỉ có mình ở ngoài đó làm đó, thì đó là tác phẩm của mình. Nếu mà mình làm mà mình cứ suy nghĩ lo quá nhiều về dư luận thì sẽ không làm được, và sẽ rất là nhiều áp lực. Khi mà mình làm tác phẩm, mình chỉ có chữ tôi thôi, anh không nghĩ về chuyện khác cả. Tại vì mình có thời gian, mình có trách nhiệm, mình phải làm cho xong dự án đó. Và một cái nữa là ít người biết là mình đi đến đâu, mình hợp tác với cộng đồng ở đó. Cũng như tụi anh lên Mù Cang Chải, tụi anh hợp tác với cộng đồng người Hờ Mông ở trên đó, với chính quyền trên đó. Rồi nó có một sự hợp tác rất là
khá rộng lớn với tất cả mọi người, mà từ hỗ trợ về ngân sách cho tới mọi việc là nó không phải của một người. Ý tưởng là của tụi anh, nhưng hoàn thành nó là của rất là nhiều người, mình đếm không hết. Đó. Thì cái đó mới là cái quý, cái đó mới là cái trải nghiệm mà tụi anh rất là trân quý, và nó làm cho cái tác phẩm của mình có ý nghĩa với mình. Đó. Còn dĩ nhiên một người thích thì sẽ có 10 người không thích. Thì anh thật sự không quan tâm. Anh đi nghĩ sao về cái việc mà một cái ngành nghề nào đó ha, mà mình phải trải qua một trường lớp và kinh nghiệm nó rất là nhiều để mình thực hành cái ngành đó, với lại cái việc tự học. Em nói ví dụ như là kiến trúc đi, hay là nội thất đi, anh nghĩ là cứ cần nhất thiết là phải đi qua một cái trường lớp và cho rồi, với lại một bạn nào đó mà tự học ở nhà, ví dụ như không có điều kiện đi học đi, có thể nào tự học được không, hay là những cái việc này là không thể nào tự học được? Anh thấy là phần lớn là do tư duy. Cái bẩm sinh nó rất là thật, nó phải là từ trái tim. Ý của anh là như vậy, thì cái đó không giả dối được và cũng không mượn được của ai, nó phải là mình. Thì cái tác phẩm nó phải là của mình. Nếu mình chỉ nói về nghệ thuật, anh không nói về những ngành khác. Thì những người mà anh ngưỡng mộ lâu nay, hay là lúc mà mình đi học, thì phần đông họ đều là tự học, hay là họ, còn nếu mà họ có học đó, thì sau này họ sẽ tìm một cái đường lối riêng, một cái xu hướng riêng cho họ, chứ họ không đi vào bước chân của ai cả, và họ không dựa vào gì cả. Thì anh thấy những điều đó nó rất hay, nó rất là độc lập, nó rất là tự lập. Họ không bị ảnh hưởng nhiều về thế giới xung quanh. Thì anh rất là ngưỡng mộ những vấn đề đó. Có thể một người sẽ làm một dự án, một tác phẩm của họ sẽ tốn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Được rồi, chắc là thời gian. Họ không làm vì tiền, vì kinh doanh. Họ làm vì một cái sự đam mê, mà nó là một cái hiếu kỳ. Họ có một cái ý tưởng đó, họ phải làm cho đến nơi. Và họ lúc nào cũng có cái sự nhẫn nại và tìm tòi, hiếu kỳ. Thì anh thấy quá tuyệt vời. Cũng như anh, lúc mà anh đi học, thì lúc anh thấy học nhiều quá đó, thì mình sẽ thiếu tự tin. Đó là đối với anh thôi. Anh chỉ biết là về anh thôi thì là như vậy. Tại vì sau khi anh học xong á, thì lúc mà anh ra trường ở Cal Poly Pomona, anh có làm một hai cái vườn, mình làm mình rất là thất vọng. Tại vì mình nhìn xong mình nói, bạn mình ai cũng có thể làm cái vườn này cả, anh nhìn anh không thấy anh. Mặc dù anh tốn công tốn sức, nhưng mà anh nói cái vườn này nó quá tầm thường. Tầm thường ở nghĩa là ai cũng có thể làm cái vườn đó được. Thì anh lúc đó mình mới đặt câu hỏi là tôi là ai, tôi từ đâu đến, và mình mới nói sao mình không có một âm thanh, một tiếng nói riêng của mình khi mình thiết kế. Thì anh mới bỏ thời gian đó ra. Thì lúc đó anh phải quên bớt từ từ những gì mình đã học, tại vì anh không áp dụng nó được. Nếu mà mình kiểu là học như vẹt á, thì anh phải quên từ từ. Rồi rất là may mắn cho anh là lúc mà anh được cái Rome Prize Fellowship đó, cái giải đó, thì anh ở bên Ý, anh được một năm để suy nghĩ. Và cái thời gian, cái mà xa xỉ nhất là thời gian để mình hòa đồng vào cộng đồng ở Ý, và mình chỉ có thời gian để mình nghĩ cái con đường kế tiếp của mình là gì, mình tìm tiếng nói của mình. Thì cái năm đó là quan trọng nhất trong đời của anh. Rồi 10 năm sau thì mình vẫn làm việc, nhưng mà mình cảm thấy là mình cứ đi hơi vòng vòng á. Mình vẫn còn những cái mình chưa gạt bỏ được. Thì lúc mà bà hoa bà nghĩ là qua tuyệt vời, tôi sẽ học cái này, tôi sẽ học cái kia, tôi sẽ gặp người này, gặp người kia, gặp những người mình rất ngưỡng mộ. Nhưng mà tới chừng gặp rồi, anh thấy họ đều giống nhau cả. Không nối gót theo ai hết. Mỗi người có một định hướng rất mạnh, một cái tư duy rất là độc lập, và chỉ đi theo con đường riêng của họ đó. Thì muốn làm vậy thì mình phải quên hết tất cả. Phải... Thì anh nói, sao mà trớ trêu thế, mình là hoa vậy để mình ăn lên, mình phải quên đi. Đó, tại vì anh nghĩ là anh phải chọn một con đường riêng của mình, không đi đường chính mà đi đường tắt riêng của mình. Thì cái đường đó thì nó khá cô đơn, chỉ là từng bước mình đi thôi. Thì anh nghĩ là nó rất là thích hợp cho anh bây giờ. Sau đó rồi anh mới đủ can đảm để mà về Việt Nam. Tại vì mình nói, mình đi lâu quá, mình... Mặc dù mình là gốc Việt, nhưng sống bên Mỹ rồi thì mình nó khác.
cái tầm nhìn về mọi mặt nó đều thay đổi cả. Thành ra nó không biết mình về Việt Nam mình có sống được ở đây không, hay là mình có thể như thế nào đó, hay là hay là về một hai tháng rồi lại đi tiếp. Nhưng mà anh về đây càng ở lâu thì càng thích, anh rất thích cái sự phát triển hiện tại và anh thấy đây là một cái nơi mà nó mới mẻ, nó sống động, nó rất là tuyệt vời. Thế nên anh nghĩ là ok, mình cứ 10 năm mình có một thay đổi lớn thì anh nghĩ ở Việt Nam mình cũng sẽ ở đây 10 năm. Ít nhất 10 năm để làm một cái gì đó. Tại vì mình đi đâu cũng vậy, mình cũng phải có một cái gì đó tâm huyết. Ngoài cái việc làm để sống của mình ra, mình phải làm việc, nhưng anh muốn có một cái gì đó để nó là cái lý do chính tại sao mình về, tại sao mình muốn làm một cái tác phẩm gì và nó phải bao lâu. Anh không muốn là chỉ về để đi đó đi đây và làm việc và chỉ nhận dự án thôi. Nhận dự án thì mình có thể nhận khắp nơi, bất cứ ở đâu trên thế giới cũng được, hay là bên Mỹ cũng được, không nhất thiết phải về Việt Nam. Thì anh nghĩ nếu anh về Việt Nam anh phải làm cái gì đó nó có ý nghĩa với anh. Cái việc mà practice nghệ thuật ở bên Mỹ với lại Việt Nam nó khác nhau cái điểm chính nào anh? Anh thấy nó cũng giống nhau thôi. Anh quen nhiều bạn nghệ sĩ ở đây. Anh thấy nó có một cái gì đó rất là quen thuộc, đâu cũng vậy. Anh thấy ở đây mình có nhiều ưu điểm hơn, mình có nhiều lợi thế hơn, phải không? Là về vật liệu mình không thiếu, mình rất là nhiều vật liệu ở đây. Và về thủ công, về nghệ thuật, những cái mà arts and craft, mấy cái mà làm bằng tay thì mình, những cái đó bên Mỹ muốn có không được. Những cái đó mà muốn làm bên Mỹ mà làm bằng tay thì nó sẽ rất là đắt. Rất là đắt đỏ. Những dự án của tụi anh bên Mỹ sẽ không cho mình, cho phép mình làm nhiều về thủ công. Nhưng mà về Việt Nam thì ngược lại. Mình có thể đưa cái đó lên cao nhất có thể. Nhưng cái quan trọng là không làm nhanh được. Nếu mình đi về hướng đó là mình đi chậm lại. Và chủ đầu tư phải là người hiểu mình. Không nghĩ là trong 2 tháng phải xong, trong 3 tháng phải xong. Tại vì nếu mà ra một điều kiện như vậy anh không làm được. Nói về cái việc bên Mỹ với Việt Nam, với lại anh là người Việt, người gốc Việt mà ở bên Mỹ, thì gần đây có những cái social issues như là những cái mà anti-Asian discrimination ở bên Mỹ. Thì những cái đề tài này, những cái social issue này, anh Andy có quan tâm personally hay không? Và anh có đưa những cái đề tài social vào trong cái work của anh hay không? Anh nghĩ bao nhiêu thế kỷ lúc nào nó cũng có cái vấn đề đó. Có một cái sự kỳ thị về mọi mặt. Cái social issue lúc nào nó cũng có chứ không phải bây giờ. Nhưng ở bên Mỹ thì anh thấy dù người ta có kỳ thị, người ta cũng giữ kín, hay là người ta rất là lịch sự, người ta sẽ không nói, nhưng người ta sẽ không chơi thân với mình. Nhưng mà anh thấy mình càng đi nhiều, mình càng để ý là anh không có để cái chuyện tôi là người Việt Nam trên trán mình. Anh thật sự là những người bạn anh họ không quan tâm anh là ai, họ chỉ muốn biết là Andy làm được gì, hơn là Andy từ đâu đến, Andy là người dân ở xứ nào, ở nước nào. Từ lúc mà anh suy nghĩ như vậy thì anh không cảm thấy mình bị kỳ thị nữa. Anh có thể sống và đi bất cứ nước nào, anh cũng cảm thấy thích hợp, anh rất thích cái điều đó. Và mình cho mình một cái tự do như vậy để mình không có cảm thấy tự ti. Đặc biệt thì ví dụ như tôi là người nước này nước kia, tôi từ đâu đến và tôi thế này thế nọ, mình bị cũng như lép vế. Anh không thích cái điều đó. Anh từ từ rồi anh quên đi, anh không nghĩ tới là nhiều về những vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại thì nó là một cái vấn đề rất là phức tạp, mà nếu mình mà là người dân người châu Á, mình phải ra đường mình cũng phải cẩn thận, tại vì mình không biết là mình chỉ sơ ý có thể ai đó đến sau lưng và đánh mình, hay là có nhiều cái mình không đề phòng được. Thì anh thấy cái điều đó là mình rất là bất an về cái vấn đề đó. Anh Andy có cái áp lực là phải represent nghệ thuật Việt Nam cho nước ngoài hay không? Không, anh muốn là tôi không có áp lực gì cả. Nếu mà anh làm về nghệ thuật là anh chỉ muốn thấy anh trong đó thôi.
Tại vì nó là ý tưởng, nó phải ra từ của mình, nó phải thật, nó phải 100% của mình. Thế nên vì vậy anh không có design team, anh không có một đội thiết kế. Dĩ nhiên có các bạn giúp mình để hoàn thành những ý tưởng này. Nhưng mà rồi các bạn ấy, anh mong là các bạn ấy sẽ đứng vững và có một tiếng nói riêng. Và các bạn ấy sẽ trở thành những nhà thiết kế rất là ưu tú trong tương lai như vậy. Nhưng anh cứ nghĩ là mình làm cái gì mà mình cứ đưa những cái áp lực thì rất khó làm. Nếu mà anh làm, anh suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ không làm được. Hay là nếu anh làm, anh biết là kết quả sẽ như thế nào và tôi sẽ làm như thế nào thì anh sẽ không làm được. Đó. Là anh nghĩ cái chính là tại vì anh chỉ làm là tại vì anh không biết. Và nó tạo cho mình một cái gì đó rất là hiếu kỳ. Những cái ý tưởng trong đầu mình muốn thấy nó thành hiện thực như thế nào. Thì nó là một cái thúc đẩy. Còn nếu mà anh làm, anh nghĩ là như vậy, trên vai mình, cái work của mình nó phải nói về social issue, nó phải nói về hết tất cả, nó phải nói về những xu hướng quan trọng, các bạn đang quan tâm gì. Anh không phải là người của cộng đồng. Mặc dù anh làm việc với cộng đồng đó, anh chỉ là một người làm vườn hay là một nghệ sĩ. Nhưng mà anh thấy cái chữ nghệ sĩ càng ngày nó càng bấp bênh quá. Thành ra anh nói anh về đây làm gì? Thật sự nhiều khi người hỏi bạn làm gì? Bạn làm nghề gì? Mình làm vườn thì nó cứ nói mình làm vườn. Sao em nghĩ cái mặt đó đúng mà. Mình không có cần phải quá nhiều áp lực để làm những cái mà nó không có thật với mình. Mà anh thấy nhiều khi nó khá giản dị. Nếu mình không vui thì cả thế giới xung quanh của mình cũng không có. Tức là nó bắt đầu từ từng người một á, từng cá nhân. Thì quan trọng nhất là mình có thể làm được gì. Nhưng mà đó là cái ngành mình chọn thì mình phải làm thôi. Còn nếu mà anh phải đặt quá nhiều áp lực về quá nhiều khía cạnh thì nó sẽ là không phải là một tác phẩm nghệ thuật nữa. Nó chỉ là làm để được ai đó đánh dấu, để làm để được ai đó chấp nhận. Thì một người mà chấp nhận chỉ là người khách của anh thôi. Chứ anh không quan tâm về về số đông. Là việc làm của mình là chỉ giữa mình và người khách. Đó là trách nhiệm của mình phải hoàn thành. Tại vì việc làm của anh không phải là anh làm một tác phẩm rồi anh đi bán hay là anh đi triển lãm, không được. Phải có người mời anh làm và ra ngân sách thì anh mới làm. Thành ra tắt anh không có một cái studio mà có sẵn artwork để đầy đó là không có. Và anh cũng không chọn được người khách, khách chọn mình. Anh không quảng cáo, anh không có nguyên một đội PR team hay gì cả. Tại vì nếu mà anh đi gõ cửa lúc nằm thất vọng không ai mướn đâu. Hôm nay em quảng cáo giùm anh. Ok, cảm ơn em. Bữa hôm trước mình có nói chuyện riêng một buổi khác. Thì em khá là appreciate cái góc nhìn rất fresh của anh về cái mấy bạn trẻ creative ở Việt Nam đang làm những cái thứ khác nhau để đẩy cái cộng đồng thiết kế của mình đi tới một tí. Tuy nhiên em muốn hỏi là nếu mà bây giờ mình đóng sách, mình coi như ok đây là xong rồi đó, thì những cái design identity của Việt Nam là như thế nào? Tại vì ví dụ như Nhật đi, mình rất rõ design identity của họ, Sweden đi. Còn Việt Nam nếu mà đóng sách bây giờ thì anh nghĩ nó đang ở đâu? Anh thấy cái đó là câu hỏi khó nhất. Tại vì đối với anh sẽ không có câu trả lời cho cái đó. Anh chỉ thấy nó thú vị, cái hay của nó đó là Việt Nam có nhiều ảnh hưởng của nhiều quốc gia. Có một chút gì đó, Nhật và Trung Quốc và Mỹ, Pháp là đủ nước hết. Thành ra anh thấy nó có một cái gì đó rất là riêng biệt. Anh có một thời gian anh hay suy nghĩ về cái đó. Anh phải tách rời ra và anh không nghĩ nhiều về nó nữa, là tại vì nó sẽ thành một cái gì đó rất là khác biệt. Nhưng mà anh nghĩ nó sẽ trong đó nó sẽ có một cái gì đó rất là gần gũi, rất là thân thiện, là tại vì nó có nhiều ảnh hưởng của những quốc gia khác, của những văn hóa của nơi khác. Thành ra anh thấy nó không phải là cái melting pot như của Mỹ, nhưng mà anh để ý là những tác phẩm mà mình làm, hay là nhiều khi mình thấy cái gì đó mình nhận định là nó rất là Việt Nam. Nó có một cái gì đó, một cái màu sắc, một cái cảm xúc gì đó. Nó rất là Việt Nam. Nhưng mà mình không giải thích được. Mình chỉ có cái nhận định đó thôi. Thành rất thích nó, tại nó khá mơ hồ đối với anh á. Thành ra mình cứ
tiếp tục mình làm, cũng như anh muốn làm một tác phẩm gì đó mà chỉ có thể làm được ở Việt Nam, không làm ở nơi khác. Nhưng mà không có nghĩa là anh phải theo sát phong tục văn hóa của Việt Nam để nó có thể là một tác phẩm Việt Nam. Tại vì anh nghĩ anh còn không biết anh là ai. Đó, tức là anh rày đây mai đó, hôm nay anh ở nước này, ngày mai anh ở nước kia. Chắc là ai cũng có thể mướn mình toàn cầu. Nếu ai cho mình cơ hội để làm một tác phẩm thì mình đi. Đó. Thành ra anh không muốn bị đóng đinh một nơi như vậy. Yeah. Yeah. Anh Andy có nghĩ tới việc đi dạy không? Hồi ở bên Mỹ, anh rất thích đi dạy. Tại vì yeah. Ba mẹ anh và ông cố của anh đều là giáo viên. Yeah. À, thành ra anh nghĩ có thể nó là trong dòng máu của mình. Nhưng anh sẽ không bao giờ đăng ký hay là xin đi dạy. Yeah. Tức là cũng như đó biến nó thành một cái việc làm của mình. Cứ như bên Mỹ nó xảy ra là tại vì ông Dean ông mời anh. Hay là ai đó mời anh đến dạy một hai khóa. Thì anh không có yêu cầu gì cả. Anh chỉ nói là nếu anh dạy thì phải cho anh tự do ra cái syllabus, một yeah. cái một cái lớp riêng đó của anh. Yeah. Và anh muốn dạy thế nào tùy ý. Tại vì là anh vào đó anh chỉ cho mấy sinh viên mấy em phá rồi quậy đây trong lớp muốn làm gì làm. Yeah. Đó, tại vì anh sẽ không chấm điểm. Okay. Anh nghĩ là về sáng tạo không thể nào chấm điểm được, thích hay không thích cái chuyện đó không quan tâm. Anh chỉ muốn cái quá trình mà các bạn ấy chọn một cái vật liệu nào đó và hết cái khóa đó các bạn sẽ đi từ con số 0 và đi đến đâu và như thế nào, thì nó phải là một khám phá chứ không phải là tôi muốn làm đá tôi ra ngoài tôi mua một cái gì đó là có sẵn. Thì anh muốn là các bạn ấy phải thí nghiệm là vào lớp mà vui á, vào lớp mà tại vì mình được thả lỏng mà mình được muốn làm gì tùy ý á. Yeah. Dĩ nhiên nó phải có chừng mực nhưng những lớp đó rất là vui. Đối với anh rất là thích. Anh chỉ đi dạy lúc mà cái thời gian đó là không ai mướn mình cả. Không có việc làm thì đi dạy. Yeah. Đó. Mặc dù mình hết lớp mình về nhưng mà cái công việc vẫn chưa xong, tức là bài vở tất cả những cái gì các em học sinh trong lớp đang làm nó cứ vơ vẩn trong đầu mình. Tức là anh nghĩ nó là trách nhiệm khá nặng. Yeah. Và mình phải anh không làm một lúc hai ba chuyện được. Thành ra nếu mà anh dạy là anh dạy, còn nếu mà anh làm việc làm những tác phẩm của mình thì mình làm vậy thôi, chứ nếu mà anh làm hai ba thứ thì nó không đâu vào đâu cả. Yeah. Cái tư duy sáng tạo của anh và tư duy nghệ thuật của anh đó, nó có ảnh hưởng tới cái đời thường của anh không? Ví dụ như hôm nay cái áo của anh đi thì em rất là thích cái áo của anh. Áo anh ở đâu vậy? Anh thích cái thương hiệu Comme des Garçons. Yeah. Yeah. Comme des Garçons thì họ có cái Dover Street Market ở ở Singapore. Yeah. Thì lúc anh về đây thì lâu lâu anh chạy qua Singapore. cái này là tại vì lúc anh đang làm cái dự án mây pha lê ở sân bay Changi Airport đó. Yeah. Ở trong cái tòa nhà kính mà có cái tháp nước á. Yeah. Đó. Thì họ mời tụi anh qua đó làm tác phẩm đó. Thì lúc đó tụi anh ở bên đó cũng 2 tháng. Thì anh rất thích, cứ hai anh có thời gian rảnh là anh đi vào Dover Street Market. Yeah. Thì tình cờ anh thấy cái áo này thì anh thấy nó vui. Yeah. Anh nhìn đó là tự nhiên anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn á, tại vì nó funny. Nhưng mà anh thích cái tư duy, cái cách nhìn của cái thương hiệu đó. Thì đối với anh thì nó không xa lạ, tại vì anh hầu hết giống như là anh có một cái kiểu loại gì á, đồng phục á. Yeah. Cái uniform á. Anh cũng không nghĩ, suy nghĩ nhiều, chắc là anh mặc là vì anh thích thôi. Yeah. Yeah. Em nghĩ cái nói chuyện hôm nay sẽ kiểu gỡ rối cho rất nhiều bạn trẻ mà làm nghệ thuật, tại vì mấy bạn suy nghĩ rất là nhiều, nghĩa là sẽ rất là nặng đầu. Cho nên là kiểu suy nghĩ về tiền hay là suy nghĩ về áp lực của xã hội hay là người ta ném đá cái mình cũng phải điều chỉnh cái tác phẩm của mình. Thì em nghĩ cái giống như anh Andy cho phép họ bỏ quên mấy cái đó đi. Anh là tại vì có nhiều cái tánh xấu nè, vừa lì trong nghệ thuật mà, tánh tốt mà da dày lắm. Không, tức là một lúc ai cũng phải trải qua cái đó. Nhưng mà tới một cái khoảng tuổi nào đó mình không quan tâm nữa vậy thôi. Anh nghĩ là việc mình làm thôi. Cái thế giới mình càng ngày nó càng thu nhỏ lại,
Nhưng mà trong cái quá trình mà làm việc thì nó lại mở rộng ra. Thì anh rất thích là những cái sự việc mà, cơ hội mà làm chung với cộng đồng. Là tại vì mình bắt buộc mình phải phá rất là nhiều cái cách suy nghĩ làm việc của mình. Mình phải chấp nhận hết tất cả. Anh biết không, ai cũng có thể vào làm việc với tụi anh được. Họ không biết gì về nghệ thuật. Họ chỉ là người có thể là một nông dân thôi. Nhưng họ cho mình thời gian đó. Thì lúc mà làm xong á, họ nhìn tác phẩm, họ thấy bàn tay họ trên đó. Họ thấy tác phẩm đó là của họ. Thì tự nhiên cái tác phẩm nghệ thuật nó gần gũi với đời sống của họ lắm. Họ không cần phải hiểu, họ chỉ làm thôi. Mà chứ chừng mà họ làm xong thì họ hiểu. Thì chừng đó là giống như một cái quá trình mà họ tự khám phá đó. Anh thích cái đó. Và nó là một cái trao đổi anh thấy rất là quý. Và họ sẽ nhớ cả đời. Đó. Là họ đã góp phần. Chứ nếu mà mình nói là mình nói về nghệ thuật này nọ, ai nghe cũng... Hồi xưa anh không thích vào viện bảo tàng tại vì mình nhìn mình không hiểu. Anh nhìn những bức tranh mình cảm thấy mình không biết gì cả. Và mình đi nhầm chỗ đó. Thành ra nếu mà mình có cơ hội để mình đem những tác phẩm nghệ thuật gần gũi với đời sống hàng ngày hơn. Này không phải là thích hay là không thích nữa, mà là mình chỉ yêu cầu, mình chỉ cần là họ nhìn nó thôi. Nhìn một lần không hiểu, nhìn 10 lần thì họ sẽ có một cái ý tưởng gì đó, họ sẽ Cảm ơn anh Andy rất nhiều đã đến với chia sẻ với chương trình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin hẹn mọi người một tập sau. Cảm ơn. Cảm ơn Tuân và cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.